Hoa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay em có một chiếc xe Lexus ES250 sản xuất năm 2020 nhưng mà model của năm 2021, nhập khẩu nguyên chiếc, lăn bánh quãng đường là hơn 30.000 km, ngoại thất trắng, nội thất da bò, nhập khẩu chính hãng, một chủ mua từ mới, cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không đâm va, không ngập nước. Với mẫu xe Lexus ES250 2020 model 2021 này thì đã có những cái nâng cấp nhẹ, tập trung vào công nghệ an toàn cũng như tính năng hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành rất là tuyệt vời. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống mật ca lăng còn suốt với những cái chi tiết logo 3D chính giữa trung tâm và những cái tính năng an toàn cho anh chị và các bạn như là hệ thống cảm biến, rửa đèn pha được trang bị đầy đủ ở phần đầu xe. Một mẫu xe rất là thanh lịch cũng như là sang trọng, mang lại cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời. Cụm đèn pha dạng LED, thiết kế rất là sắc sảo. Mâm thì trang bị mâm hợp kim bộ la răng 18 inch cho anh chị và các bạn có cái nhìn về thân xe trông rất là lôi cuốn. Đây là những cái chi tiết về sơn si mấu nối của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo và cùng cân nhắc với em. Tay nắm cửa được sơn cùng màu với cả màu ngoại thất, có mở cửa thông minh 4 cánh cửa cho anh chị và các bạn. Đuôi xe thì với những phần tạo hình bóng đèn hậu hay là những cái tính năng an toàn như hệ thống cảm biến cam đùi, mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác an toàn khi mà mình lùi xe. Những tạo hình của phần đuôi xe giúp cho anh chị bạn có thể nhìn từ phía sau trông rất là lôi cuốn. Cốp của chiếc xe thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe để mình cùng đánh giá về một mẫu xe thương hiệu hạng sang kiểu dáng sedan ưa nhìn này. Cốp thì trang bị cốp điện rồi anh chị ạ. Đấy. Bên trong khoang cốp thì nó rất là rộng, anh chị và các bạn có thể chứa được rất là nhiều đồ. Và lốp sơ cua của chiếc xe thì vẫn còn rất mới ở bên dưới đây. Thảm trải sàn bác chủ cũng đã nâng cấp đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Mình mua về chỉ việc sử dụng thôi. Và so với mua xe mới thì anh chị và các bạn tiết kiệm rất nhiều anh chị nhé. Để đồ nghề kích lốp, tất cả ống tẩu của chiếc xe vẫn còn đầy đủ hết cả. Keo chỉ, đinh tán của chiếc xe thì đều trong tình trạng là nguyên bản. Anh chị và các bạn mua xe cũ tại cửa hàng Auto 31 thì luôn có thể là an tâm vì cửa hàng luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ, bao check test mọi nơi, có hỗ trợ các thủ tục như là mua xe trả góp, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Bây giờ ta sẽ đóng cái phần cốp lại và đi cùng đi tham quan về cái không gian khoang hành khách, hàng ghế thứ hai của chiếc xe để ta cùng đánh giá về cái độ rộng rãi của chiếc xe này. Với hệ thống ghế ngồi của chiếc xe S250 thì bọc da xi mi anh nhai, một cái chất lượng da cao cấp, mang lại người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời về cảm giác ngồi dễ chịu. Ở phần cánh cửa thì nó sẽ có những phần bọc da và những phần ốp gỗ đều là chất liệu cao cấp anh chị nhé. Có hệ thống loa được tích hợp ở phần cánh cửa. Keo chỉ, ốc ác của chiếc xe thì đều còn nguyên bản, không hề có hiện tượng bị tháo giã phần cánh ra để sửa chữa hay bị đâm va. Và ghế ngồi của cái là hàng ghế thứ hai thì nó vẫn còn giữ được độ đẹp và căng mọng này, anh chị có thể tham khảo cùng em này. Này, có đục lỗ thông hơi này và có bệ tì tay cho anh chị và các bạn tích hợp ly để cốc, ba tựa đầu giảm chấn, hệ thống cửa sổ trời hay là cửa gió điều hòa trung tâm được trang bị đầy đủ cho các bác. Một không gian ngồi rất là rộng rãi và thoáng đãng. Trong quá trình em quay có thể anh chị và các bạn chưa xem kỹ hết được những cái chi tiết tổng thể về chiếc xe. Mình hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ gửi cho anh chị và các bạn những cái phần mà anh chị và các bạn đang yêu cầu để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin chính xác nhất về chiếc xe S250 em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ cùng tham khảo qua. Với phần cánh cửa thì nó sẽ có những phần như là hệ thống keo chỉ này để đánh giá này, chất lượng này, rồi phần táp ly, phím bấm, chức năng. Cái độ hao mòn của chiếc xe thì anh chị có thể thấy không hề có hiện tượng hao mòn nhiều. Và có nhớ ghế 3 vị trí này, rồi là những phần như là vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Có trang bị cho anh chị và các bạn lẫy chuyển số thể thao, với cái lẫy này mình rất là sử dụng rất là tiện tạp. Phía sau thì nó sẽ có cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và một cái đồng hồ kỹ thuật số nhỏ bên cạnh đây anh chị có thể thấy. Màn hình giải trí với kích thước là 12,3 inch mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Đèn nổ start stop này, điều hòa tự động, hệ thống làm mát ghế, sấy vô lăng, rèm điện phía sau được trang bị đầy đủ.
sạc không dây, tút bát điều khiển này, cần số thì trang bị là cần số thể thao anh chị nhé. Đấy, cả những phần yên ngựa của chiếc xe, các chi tiết phím bấm hay là những cái phần được thiết kế rất là gọn gàng để anh chị và các bạn có thể dễ dàng sử dụng và thao tác. Tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái thông số năm sản xuất của chiếc xe này. Và ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết hơn nữa về phần máy móc của chiếc xe để ta có thể đánh giá được tổng thể. Xe cũng có trang bị cho anh chị và các bạn như màn hình HUD để anh chị và các bạn có thể lái xe an toàn. Và có trang bị cho anh chị và các bạn các chế độ lái khác nhau. Với phần khoang máy của chiếc xe thì ta có nhìn qua từ những con ốc áp để xem phần nắp capo hay những phần ụ bắt bèo nó có bị tháo ra để sửa chữa hay không, các bác có thể tham khảo. Xe sử dụng khối động cơ máy xăng 2.5 phun xăng trực tiếp cho công suất lên tới 204 mã. Hộp số tự động của chiếc xe sử dụng là 8 cấp, cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm tuyệt vời. Và chiếc xe Lexus ES250 sản xuất năm 2020, model 2021, lăn bánh qua quãng đường là hơn 3 vạn một chủ từ đầu, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá trong khoảng 2 tỷ 069 triệu giá còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho các bác. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.